Trò chơi múa rắn. Ngày xưa, Đức vua Ba Tư hùng mạnh thường tổ chức những buổi lễ hội náo nhiệt trên toàn vương quốc. Đó cũng là dịp để mọi người trình diễn những phát minh sáng tạo nhất. Đức vua Ba Tư rất yêu thích những thứ mới lạ, người luôn sẵn sàng bỏ ra khoản tiền lớn để được sở hữu món đồ ưng ý. Lễ hội năm nay thật thú vị thưa vua cha. Đúng vậy, có lẽ đã đến lúc kết thúc lễ hội rồi. Xin hãy khoan đã. Thần là lấy buông y ra, đây là tuyệt tác mà thần muốn được giới thiệu với người, thưa bệ hạ. Con ngựa này tuy rất tinh xảo, nhưng ta tin rằng có nhiều nghệ nhân làm được giống như thế. Thưa bệ hạ, con ngựa này còn có thể bay được với tốc độ phi thường. Thật vậy sao? Cứ hãy bay đến ngọn núi kia và lấy về cho ta một cành cỏ ở đó, để xem ngươi đi mất bao lâu. Xin tuân lệnh. Đúng là nhanh như chớp. Quá là một con ngựa kỳ diệu. Ta muốn con ngựa này. Ngươi hãy ra giá đi. Thưa bệ hạ, thần chỉ có một điều mong mỏi thôi, đó là cưới công chúa con gái ngài làm vợ ạ. Điều này... Không, con không muốn thưa vua cha. Con ngựa đó quả là có một không hai. Ta không thể chịu đựng được việc người khác sẽ sở hữu nó, trong khi ta vị vua hùng mạnh nhất lại không có. Thưa vua cha, đó tuy là vật quý, nhưng không thể quan trọng bằng hạnh phúc của công chúa. Hắn đã tạo ra con ngựa đó. Công chúa có được một người chồng tài năng thì có gì là không được. Con ngựa đó có thật cho ngươi làm ra không? Ngươi có thể làm lại một con y như thế chứ? Điều này... Thưa vua cha, rõ ràng hắn chỉ là kẻ may mắn có được con ngựa đó mà thôi, không thể gả công chúa cho một tên lái buôn tầm thường như vậy. Thôi được, ta không cần con ngựa đó nữa. Hãy mang nó đi đi. Suýt chút nữa ta đã trở thành con rể của Đức vua Ba Tư giàu có nhất. Người hãy chờ đấy. Một thời gian sau, khắp vương quốc Ba Tư nô nức đón mừng hôn lễ của hoàng tử Ba Tư và công nương Bengale của vương quốc lân cận. Hoàng tử và công nương vô cùng tâm đầu ý hợp. Thế nhưng vào ngày hôn lễ được cử hành, tai họa bắt đầu ập tới. Thưa công nương, thần đến đón người theo nghi thức hoàng gia ạ. Cảm ơn ngài, chúng ta đi luôn bây giờ chứ? Vâng, mời công nương lên ngựa. Thưa hoàng tử, công nương Bagale đã mất tích. Cái gì? Sao lại mất tích được? Có một gã mặc quân phục đã đưa công nương đi bằng con ngựa bay, chúng thần không thể đuổi kịp. Ngựa bay? Chẳng lẽ là tên lái buôn đó? Không được lại gần ta. Công nương, hãy ngoan ngoãn làm vợ của ta đi. Cứu tôi với. Dừng lại. Ngươi là ai? Sao lại bắt nạt một cô gái yếu đuối trên vương quốc của ta? Cô ta là vợ của ta, ngay đừng can dự vào. Hắn nói dối, hắn là tên lái buôn xấu xa đã bắt cóc tôi. Mà bắt hắn lại, đừng hòng bắt được ta. Đừng để hắn chạy thoát. Nhà vua của vương quốc Kachemire đã lập tức xử tội gã lái buôn và đưa Bengale trở về cung. Vì say mê sắc đẹp của công nương Bengale, vua Kachemire hạ lệnh sẽ cử hành hôn lễ cùng với nàng ngay sáng hôm sau. Xin ngài hãy thả tôi ra, tôi đã có vị hôn phu rồi. Nàng sẽ trở thành hoàng hậu uy quyền của cả vương quốc, còn điều gì mà nàng không hài lòng? Nhưng tôi không yêu ngài, hôn nhân ép buộc sẽ không thể hạnh phúc. Ý ta đã quyết, sáng sớm mai chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Không còn cách nào khác, Bengale đành giả bệnh để trì hoãn đám cưới. Trong lúc đó, hoàng tử Ba Tư đã cải trang thành dân thường và dò la được tin tức về công nương. Bất cứ danh y nào chữa được bệnh cho công nương Bengale, hôn thê của hoàng thượng sẽ được trọng thưởng. Ngươi đảm bảo mình sẽ chữa khỏi chứng bệnh kỳ lạ đó chứ? Thần chắc chắn. Xin hãy cho thần được diện kiến công nương. Công nương có nhận ra ta không? Chàng chính là... Ta đã có kế hoạch giải thoát cho nàng. Hãy nghe kỹ những gì ta nói. Thần nhận thấy bệnh của công nương có liên quan đến một sự vật kỳ bí. Bệ hạ có thể cho thần biết người đã gặp công nương như thế nào không ạ? Nhà vua Kachemire không hề nghi ngờ, liền kể lại với hoàng tử về việc bắt gặp Bengale bị gã lái buôn bắt cóc bằng con ngựa quý. Xin bệ hạ cho thần xem con ngựa đó. Trước sự chứng kiến của công nương, thần sẽ có cách trị hoàn toàn bệnh cho công nương. Được, ta đồng ý. Ngươi làm gì thế? Thả công nương xuống ngay.
tôi là hoàng tử Ba Tư, công chúa Begale là hôn thê của tôi. Sao? Hoàng tử Ba Tư? Ngài ép một cô gái phải thành hôn với mình dù nàng không muốn. Ngài có xứng là một đức vua anh minh hay không? Ta sẽ đưa hôn thê của mình trở về. Ngươi hãy suy xét về hành động của mình đi. Thế là hoàng tử Ba Tư đưa công nương Begale trở về vương quốc Ba Tư cử hành hôn lễ. Họ đã sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Chú thỏ xám. La 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 la. Nhìn kìa, những củ cà rốt nhìn ngon quá. Ở quanh đây không có ai sinh sống, chắc là cà rốt mọc hoang ở đây thôi. Thế thì hay quá, chúng ta phải mau mau trở về nhà thôi. Chà, có bằng này cà rốt, tha hồ ăn uống, vui chơi thoải mái mà không lo đói trong cả một thời gian dài. Thích quá. La 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 la, la 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 la, mùa xuân thật là đẹp biết bao. Kìa, sóc con, cậu đang làm gì đấy? Tớ đang cuốc đất trồng cây. Trồng làm gì chứ? Ở nhà đã có cả kho cà rốt rồi mà. Thôi, bỏ đấy đi, đi chơi với mình nào sóc ơi. Tớ đang làm dở tay mà. Cậu thật là ngốc, mùa xuân đẹp thế, phải tranh thủ đi chơi đi chứ. Kẻo sang mùa hạ thì tiếc lắm, làm gì có hoa thơm cỏ lạ mà thưởng ngoạn chứ. Tớ cũng muốn lắm, nhưng mà phải trồng cây, để mai này có thức ăn mà ăn chứ. Đống cà rốt ở nhà chắc chỉ qua được hết mùa xuân. Trời ơi, cậu cứ ăn bữa nay lo bữa mai thế thì khổ lắm. Thôi tớ đi đây. Dây trắng ơi, cậu đang làm gì vậy? Cậu thấy đấy, tớ đang cuốc đất gieo hạt. Chán thế, đi chơi mà ai cũng bận rộn cả, chả ai rảnh để chơi với mình hết. Ủa, cậu không phải làm gì sao? Cậu thấy đấy, tớ vẫn còn nhiều thức ăn dự trữ lắm mà, còn lâu mới hết. Không chủ quan thế được đâu cậu ơi, phải phòng bị lúc nắng mưa, ốm yếu nữa chứ. Tớ chỉ chơi nốt mùa xuân thôi, đợi qua mùa xuân tớ trồng cây vẫn kịp mà. Thôi, cậu đang bận, tớ đi chỗ khác chơi đây. Mùa xuân cũng đã hết rồi, có lẽ ta phải bắt tay vào làm việc và kiếm thức ăn dự trữ thôi. Nhất định là ngày mai. À không, lát nữa mình sẽ ra ngoài thăm thú xem sao. Thôi chết, lại mưa thế này. Đắng quá, chúng bị thối mất rồi còn đâu. Đói quá, mưa dầm dề thế này thì mình biết đi đâu kiếm cái ăn bây giờ. Mình phải đành ra ngoài kiếm thức ăn thôi, chứ ở nhà thì chết đói mất. Ôi thỏ, mưa gió tầm tã thế, cậu đi đâu vậy? Mình đi tìm thức ăn, đói quá. Ồ, may quá, mình và sóc hẹn nhau mở tiệc vì mới thu hoạch được cây trái. Cậu vào đây ăn tiệc với chúng tớ luôn đi. Mình... Này, thỏ, cậu vào đi. Nếu lúc trước tớ nghe lời các cậu, biết lo xa, chăm chỉ trồng trọt thì bây giờ... Bạn hiểu được vậy là tốt rồi. Thôi cứ ở tạm đây đi. Nhà mình và sóc đã dự trữ được kha khá thức ăn cho đợt mưa dài ngày. Đợi tạnh mưa, chúng ta lại bắt đầu vụ mùa mới nhé. Cảm ơn các bạn nha. Vết bớt đặc biệt.
mừng anh, là một bé gái rất kháo khỉnh, anh có thể vào với hai mẹ con được rồi. Vâng, cảm ơn cô. Em ơi, con của chúng ta có một vết bớt màu đỏ. Thật sao? Đó chắc hẳn là sự đánh dấu một thiên thần đặc biệt. Đúng vậy, thiên thần đặc biệt của chúng ta. Con gái, đi chợ cùng mẹ nào. Vâng ạ. Mẹ ơi, quả bóng ở đâu nè? Ồ, đó là bóng của bạn Nam đó. Chúng ta mang tới trả cho bạn ấy nhé. Vâng ạ. Bóng của cậu này. Mẹ ơi, tay của cậu ấy sao lại như vậy ạ? Nam, cậu sao thế? Bóng của cậu này. Không, không, đừng lại gần tớ. Ơ kìa, Nam. Xin lỗi chị nha, tôi vào với thằng bé đã. Mẹ ơi, sao bạn ấy lại sợ con? Sao không chơi với con vậy? À, có lẽ bạn ấy thấy bối rối khi gặp một cô bé xinh đẹp như con thôi. Xinh đẹp như con ư? Các cậu ơi, tớ chơi với. Không, không, chúng tớ không chơi với cậu đâu. Tai cậu rất đáng sợ. Tai cậu sao lại có vệt màu đáng sợ thế kia? Nó có lây không vậy? Chi ơi, về nhà thôi con. Có chuyện gì vậy con? Không sao đâu con. Chúng tôi muốn xăm hình. Vâng, anh chị muốn xăm hình gì? Chúng tôi muốn xăm hình vết bớt này lên đúng vị trí này ở bàn tay. Tại sao anh chị không xăm hình gì khác mà lại là vết bớt này? Nó thực sự trông rất xấu thưa anh chị. Chỉ đơn giản là chúng tôi muốn có một vết bớt thật đặc biệt. Ba mẹ đã về rồi đây. Con gái, con xem này. Ôi, vết bớt màu đỏ, nó giống tay con nè. Sao ba mẹ lại có nó? Chẳng phải nó rất xấu sao? Sao lại xấu chứ, con gái? Ba mẹ thấy nó thật đặc biệt. Và bây giờ nó còn đặc biệt hơn nữa khi cả gia đình mình đều mang nó. Ba, mẹ và con, chúng ta đã giống nhau ở điều đặc biệt nhất. Con sẽ không bao giờ cảm thấy mình khác biệt hay cô đơn một mình trong thế giới này nữa. Đúng là rất đặc biệt. Nếu các bạn có hỏi, con hãy nói với các bạn rằng đó là dấu vết tình yêu của gia đình ta. Các bạn ơi, tớ có bí mật này muốn kể cho các bạn. Bí mật gì cơ? Đây là vết bớt tình yêu của gia đình tớ. Cả gia đình tớ ai cũng có. Bởi vì cả nhà tớ rất yêu thương nhau. À, hóa ra là vậy ạ. Thú vị thật. Ngô và lúa miếng ngọt. Một mùa vụ sắp đến rồi. Năm nay chắc chắn chống bắp ta đây lại cho năng suất cao cho mà xem. Ai đấy? Em là lúa miếng ngọt ạ. Lúa miếng ngọt? Sao cái tên nghe kỳ dị thế? Cậu là một giống lúa à? Năng suất thế nào? Em cũng không biết nữa. Em mới được các nhà khoa học nghiên cứu và chỉ vừa được đưa đến đây để trồng thử nghiệm thôi anh ạ. Tưởng gì ghê gớm. Hóa ra cũng chỉ là giống cây mới được đưa đi thử nghiệm.
nhìn bọn lúa miếng ngọt kìa. Sao sao có gì mà anh cười vui đến vậy? Anh đang nói bọn lúa miếng ngọt kia kìa, nhìn hình dạng cũng giống chúng ta, mà cây thì thấp bé, còn còi cọc như cây lúa ấy. Bắp không ra bắp, lúa chẳng ra lúa, đúng là chẳng ra làm sao. Không biết bón phần cho lúa miếng ngọt ít hơn bón cho bắp thì có ổn không nhỉ? Liệu có đủ dinh dưỡng cho nó phát triển không? Mấy nhà khoa học nói mình làm thế nào thì mình cứ làm theo thôi. Nè, lúa miếng ngọt nghe thấy gì chưa? Đã yếu ớt hơn bọn ta mà lại chỉ được bón phân ít hơn. Phen này xác định suy dinh dưỡng đi nha. Đúng đó. Thôi chết rồi, làm sao bây giờ? Xin tất cả hãy bình tĩnh, đừng lo lắng quá mà làm gì. Mà nói luôn cho các chú biết là chỉ ít lâu nữa thôi, mùa khô sẽ đến, nắng nóng vô cùng. Anh em chớ có lo, đã đứng trên đồng ruộng là phải chịu đựng nắng hạn mưa bão. Những cây khác chịu được, hà cớ gì chúng ta lại không? Anh nói đúng, vậy chúng ta cố gắng thôi. Nóng quá, sao mùa khô năm nay khắc nghiệt thế nhỉ? Hết nước rồi bà con ơi, khô hạn quá rồi. Mệt quá, chán quá. Thật là mệt mỏi, không biết năm nay có sống qua được hạn hán không chứ. Mấy bữa nay thời tiết hạn hán khắc nghiệt, chúng ta đã phải sống lay lắt thế này thì mấy anh bạn lúa miếng ngọt chẳng chắc đã sống nổi đâu. Này các anh bắp ơi, chúng tôi vẫn còn sống và đang sống rất khỏe mạnh đây. Ồ, đúng thế thật, bọn họ vẫn xanh tốt. Chắc là bọn họ được nông dân tưới nhiều nước hơn chúng ta rồi. Không phải vậy đâu, các anh được ưu tiên tưới nước nhiều hơn đấy. Đã một tuần nay chúng tôi không được tưới nước rồi. Thật vậy sao? Sao các anh có thể sống tốt như vậy? Chà, tốt quá. Thưa giáo sư, đây đúng là giống cây kỳ diệu, vừa giỏi chịu hạn lại không cần nhiều phân bón mà vẫn rất xanh tốt. Bởi những phẩm chất ưu việt đó mà chúng tôi đang xem xét để sắp tới quy hoạch toàn bộ vùng này thành khu vực trồng lúa miếng ngọt thay thế cho bắp và lúa. Chúng ta đúng là đã vội vàng kiêu ngạo rồi, ai biết được những thân cây bé nhỏ kia lại mạnh mẽ đến vậy chứ. Lọ hoa vỡ. Lóc, ba đã nói bao nhiêu lần rồi, con không được đá bóng trong nhà cơ mà. Nhưng con chẳng có chỗ nào chơi cả. Không nhưng gì cả, chẳng may con đá vào lọ hoa này làm nó vỡ thì sao hả? Có biết nó đắt tiền lắm không? Dạ. Ơ, ba có cái gì thế ạ? À, đây là máy quay phim ba mua để cuối tuần này cả nhà đi picnic. Ba sẽ quay lại. Tuyệt quá, hoan hô ba. Để ba quay thử cho con xem nha. Anh Lợi ơi, anh Lợi có nhà không? Ờ, tôi đây, đợi tôi một chút. Ba đi có việc với bác Hiếu một chút. Con ở nhà không được nghịch linh tinh đâu đấy. Lát về ba con mình quay tiếp nha. Dạ. Trời ơi, chiếc bình cổ của tôi. Lộc, thằng Lộc đâu rồi? Dạ, ba gọi con ạ. Con làm vỡ lọ hoa của ba đúng không? Dạ, không ạ. Lọ hoa nào? Lại còn cái à? Còn lọ hoa nào nữa? Ba đã dặn là không được đá bóng trong nhà cơ mà. Sao con hư vậy? Ơ, sao lại thế à? Con cũng không biết vì sao lọ hoa lại vỡ nữa. Đã mắc lỗi lại còn không chịu nhận à? Con hư quá rồi. Chưa này. Không chưa phải này. Con mà. Chưa này. Giờ mới có thời gian sợ đến mày đây. Ờ,
Sao máy chưa dùng đã hết pin thế này? Mình quay có một tí buổi sáng với thằng nhỏ thôi mà. Hay cục pin này bị hỏng nhỉ? Thay cục dự phòng này xem sao. Hả? Lộc ơi, ngủ chưa con? Lộc ơi, bà biết con chưa ngủ mà. Vậy nói chuyện với ba nào. Hồi chiều, bà đánh con có đau không? Cho bà xin lỗi nhé. Bà đã trách lầm con rồi. Thế nghĩa là sao ạ? Bà đã biết thủ phạm làm vỡ lò hoa là ai rồi sao? Ừ, con xem này. Con ở nhà không được nghịch linh tinh đâu đấy. Lát về ba con mình quay tiếp nha. Dạ. Đấy là hình ba quay lúc sáng mà. Nhưng sao ạ? Để ba tôi một đoạn nha. Thì ra thủ phạm làm vỡ bình hoa là con Môn. Ừ, chính là con Môn. Cũng may là hồi chiều, lúc ba chạy ra ngoài đi với bác Hiếu, quên không tắt máy quay, nên mới quay được cảnh này. Con đã nói là không phải con làm rồi mà. Thế mà ba không tin con. Thôi mà, cho ba xin lỗi đi. Con không chịu. Một bộ lắp ghép siêu nhân, chịu không? Lắp ghép siêu nhân? Đời mới nhất chứ ạ? À? Tất nhiên, ngoắc tay nào. Hoan hô ba, ba tuyệt vời. Hết giận ba rồi nha. Ngày mai con phải phạt con Môn mới được. Nhất trí. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.